Thưa quý vị, sau hơn 5 tháng kể từ ngày khai giảng năm học mới, học sinh từ 3 tuổi đến lớp 6 của thành phố Hồ Chí Minh sáng nay đã được đến trường học trực tiếp, trong đó có hơn 355.000 trẻ mầm non, hơn 700.000 học sinh tiểu học và lớp 6. Đây là những lớp nhóm cuối cùng của thành phố Hồ Chí Minh được đến trường kể từ khi thành phố thí điểm cho học sinh lớp 12 và lớp 9 đi học từ ngày 13 tháng 2 năm 2021. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, dù không khảo sát chính thức nhưng tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con đến trường khá cao. Cụ thể ở bậc tiểu học có 80 đến 85% phụ huynh đồng ý và tỷ lệ này ở mầm non cũng từ 60 đến 80%. Ở nhiều trường thì tỷ lệ phụ huynh đồng ý còn đạt từ 90%. Để đảm bảo an toàn khi dịch còn phức tạp, công tác chuẩn bị về mọi mặt kế hoạch phòng chống dịch được các cơ sở giáo dục triển khai khẩn trương nhưng thận trọng và kỹ lưỡng. Ở cấp mầm non tuần đầu khi trẻ đi học lại, tạm thời các trường chưa tổ chức ăn sáng mà dành thời gian dạy kỹ năng thích ứng với việc đi học lại trong thời kỳ bình thường mới. Sau một tuần, nếu mọi nề nếp đã được thực hiện thì các trường sẽ tổ chức cho học sinh ăn sáng dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh. Đến ngày 28 tháng 2, Sở sẽ tổ chức sơ kết về tình hình đi học lại của học sinh từ 3 đến 6 tuổi. Nếu mọi việc thuận lợi thì các trường mầm non sẽ tiếp tục đón trẻ dưới 3 tuổi đến trường từ đầu tháng 3. Ở khối tiểu học đến lớp 6, trường hợp cha mẹ học sinh chưa đồng thuận cho học sinh đến trường học trực tiếp thì học sinh tiếp tục học trực tuyến, học qua truyền hình, giao bài tự học theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thưa quý vị, sáng nay ngày 14 tháng 2, học sinh khối 6 ở địa bàn có cấp độ dịch 1-2-3 ở thành phố Đà Nẵng cũng bắt đầu đến trường học trực tiếp. Những cơ sở giáo dục ở địa bàn có cấp độ dịch 4 tổ chức dạy học trực tuyến. Sáng nay thì các trường trung học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bắt đầu đón học sinh khối 6 đến trường học trực tiếp. Đây là bậc học chuyển tiếp nên phần lớn các học sinh rất phấn khởi, hồ hởi khi được gặp thầy cô và bạn bè ở trường. Công tác phòng chống dịch được các trường thực hiện chặt chẽ ngay từ cổng vào. Học sinh được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào lớp. Trong quá trình học, nếu học sinh nào có biểu hiện bất thường về sức khỏe sẽ được y tế phường đến test nhanh COVID-19 để kiểm tra. Ngoài ra, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, các đơn vị tổ chức cơ sở đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cũng bắt đầu dạy trực tiếp từ ngày hôm nay 14 tháng 2. Và sang tuần sau ngày 21 tháng 2 thì học sinh tiểu học sẽ đến trường. Bậc mầm non đang được chính quyền Đà Nẵng lấy ý kiến khảo sát phụ huynh trước khi có quyết định chính thức. Vâng, thưa quý vị, nhằm hiện thực hóa dự án đường vành đai 4, sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hội thảo dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô với sự tham gia của các bộ ngành và đại diện các ủy ban của Quốc hội. Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường vành đai 4, đây được xác định là đường cao tốc liên vùng với tổng chiều dài gần 113 km, gồm 103 km đường vành đai 4 và gần 10 km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long nhằm khép kín tuyến đường quy hoạch. Quy mô 6 làn xe đi qua thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh với tổng số tiền đầu tư khoảng 87.225 tỷ đồng. Tại hội thảo, các đại biểu đều thống nhất cao về sự cần thiết của dự án nhằm mục tiêu cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường khả năng kết nối giao thông giữa các tỉnh trong vùng thủ đô, phù hợp giao thông quốc gia, vùng thủ đô, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận tải liên vùng của thủ đô, giảm tải áp lực cho giao thông khu vực nội đô. Thực tế, mặc dù đã được đầu tư phát triển, tuy nhiên trong 10 năm qua, đường vành đai 1, 2, 3, cầu Nhật Tân, cầu Thanh Trì đều bị quá tải. Do vậy, vành đai 4 sẽ góp phần giải quyết câu chuyện ùn tắc nội tại của thủ đô. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị chủ trì dự án này đề xuất cơ chế đặc thù cho dự án như cho phép tách dự án thành 7 hợp phần độc lập, sử dụng linh hoạt vốn trung ương và địa phương, kiến nghị trình tự, thủ tục tương tự dự án nhóm A do Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định. Hội thảo này nhằm lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học. Sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ báo cáo Chính phủ và Chính phủ sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 5 năm 2022 này. Theo đề xuất, sau khi Quốc hội thông qua, Ủy ban Nhân dân Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh là chủ đầu tư thực hiện dự án thành phần từ 1 đến 6 trên địa bàn địa phương mình. Còn đối với dự án hợp phần 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ lập hồ sơ mời thầu và dự thảo hợp đồng để làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư, đảm bảo có cơ chế giám sát, quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư. Trên địa bàn Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ ký kết hợp đồng dự án thành phần số 3 thực hiện theo hình thức PPP. Vâng, thưa quý vị, không chỉ đón đà tăng trưởng bứt phá sau cú hích gần 6,2 triệu lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán, bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng còn đang ghi nhận sự lên ngôi của các dự án nằm trong hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh của các chủ đầu tư uy tín, đem đến niềm tin và tương lai phát triển bền vững của phân khúc giàu tiềm năng này.
Dịp Tết Nguyên đán, cả nước đón gần 6,2 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt hơn 25.000 tỷ đồng. Những điểm hút khách bậc nhất là Tây Ninh, Phú Quốc, Quảng Ninh, Sapa, Thanh Hóa, Đà Lạt. Trong đó, các điểm vui chơi giải trí, lưu trú trong hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh như của Sun Group ghi nhận lượng khách bứt phá, hầu hết các resort, khách sạn hoạt động hết công suất. Điều này khiến giới đầu tư bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng càng củng cố thêm niềm tin vào triển vọng bền vững của các sản phẩm được quy hoạch trong hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí đồng bộ. Hòn đảo Phú Quốc là một nơi rất là đáng sống. Chính vì vậy mà xu hướng, tôi tin rằng xu hướng trong tương lai thì các người có thể nói là thế hệ trong tương lai, những hộ kinh tế khá giả, họ sẽ quan tâm và quay trở về đầu tư tại những vùng biển của Việt Nam, và Phú Quốc là một điểm đến, tôi tin rằng là một điểm đến lựa chọn khá là đạt được nhiều người mong muốn. Theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đến năm 2020 mới có 216 dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Đây là con số khiêm tốn, chưa đáp ứng yêu cầu. Giá bất động sản du lịch nghỉ dưỡng của Việt Nam cũng đang thấp hơn nhiều so với thế giới. Đáng chú ý, thị trường đang có sự cơ cấu lại sản phẩm. Các bất động sản nằm trong hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, quy mô của chủ đầu tư uy tín chiếm lợi thế bởi mức độ an toàn và triển vọng gia tăng lợi nhuận. Bằng chứng là hàng loạt dự án bất động sản của Sun Property, thương hiệu bất động sản cao cấp của Sun Group, giới thiệu năm 2011, liên tục trái hàng. Chúng tôi sẽ phát triển các hệ sinh thái tại các cái vùng đất mà chúng tôi thấy rằng là rất là giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác một cách đúng tầm. Và đặc biệt là chúng tôi sẽ tiếp tục thâm canh trên những cái vùng đất mà chúng tôi đã phát triển trong thời gian vừa qua như là Hạ Long, Thanh Hóa, Đà Nẵng hay là Phú Quốc. Và điều quan trọng hơn cả, với ba lĩnh vực mũi nhọn của chúng tôi đó chính là du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và bất động sản cao cấp, thì chúng tôi sẽ luôn luôn đảm bảo phát triển các dòng sản phẩm hướng tới ba giá trị cốt lõi của tập đoàn Sun Group, đó là chất lượng, đẳng cấp và khác biệt. Thì đó là những tôn chỉ và cũng là sứ mệnh của tập đoàn Sun Group sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới đối với cả lĩnh vực của bất động sản. Năm 2022, dự báo các bất động sản thương hiệu Sun Property tại các điểm đến du lịch khắp ba miền tiếp tục tạo dấu ấn trên thị trường, đặc biệt là những dự án mới như Sun Onsen Beauty tại Quảng Xương, Thanh Hóa hay các bất động sản đẳng cấp sắp được giới thiệu tại đảo Thiên Đường, Hòn Thơm, Phú Quốc. Việc tổ chức liên kết các cái bất động sản mà phục vụ cho du lịch trở thành một cái hệ sinh thái du lịch thì cũng là một cái xu hướng tất yếu, và hiện nay cũng Sun cũng là một doanh nghiệp mà khởi động chuyện này thì khá tốt. Với sự góp mặt của những chủ đầu tư uy tín, giàu tiềm lực, những sản phẩm bất động sản được đầu tư ngày càng bài bản, thêm tín hiệu khởi sắc từ du lịch và lực đẩy tích cực từ các chính sách vĩ mô, bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng được dự báo sẽ bứt phá mạnh mẽ ngay trong năm 2022 này. Vâng thưa quý vị, mùa lễ tình nhân năm nay, nhiều người dân Hà Nội không khỏi ngạc nhiên và thích thú khi những cung đường của thủ đô bỗng trở nên xinh đẹp rực rỡ với sự xuất hiện của một rừng hoa di động khổng lồ. Rừng hoa khổng lồ này được tập đoàn EcoPark tạo thành bởi 99.999 bông hồng, được trang trí trên những chiếc xe đạp, xe cổ và xe bus hai tầng xinh xắn chở hoa đi khắp các tuyến phố Hà Nội và dành tặng cho người dân thủ đô. Đặc biệt, đoàn xe đã dừng tại hàng chục điểm để tặng hoa tươi thắm cho người dân Hà Nội, những người lao công, các cụ già, người bán hàng rong, người khuyết tật, người đạp xích lô, những người thuộc cộng đồng LGBT. Hành động này đã gây bất ngờ và sự xúc động cho nhiều người khi được tặng hoa trong ngày đặc biệt này.